Em chào hai bác nhá. Vâng. Vâng, chào anh. Vâng, chào anh. Vâng. Nhà Hương Sắc Đô Sinh. Vâng. Mời anh vào uống nước. Vâng, xin chào anh. Vâng. Em là Phạm Tuấn Hạ. Vâng. Nhà vườn Tân Việt. Vâng. Anh Hà, Hải Dương. Vâng ạ. Vâng. Em xin giới thiệu, em là về làm chương trình Hương Sắc Đô Sinh. Vâng. Em muốn đến thăm anh cùng gia đình. Vâng. Và muốn chia sẻ một số những hình ảnh cây cảnh nghệ thuật trên sân vườn nhà mình. Vâng. Vâng. Đây anh đang cùng với bác Thịnh đang thưởng trà và đang đào đạm về các cái dáng thế cây cảnh trên sân vườn nhà mình, dẫn vinh dự cho Hương Sắc Đô Sinh là nhân dịp về Thanh Hà, Hải Dương để làm chương trình Hương Sắc Đô Sinh, đã được tiếp cận với nhà vườn của gia đình nhà mình. Vâng. Thế các anh cứ ngồi tự nhiên nhé. Em xin phép em được đi làm cái tác nghiệp của mình. Thế thì qua đây thì Hương Sắc Đô Sinh cũng muốn anh chia sẻ với những người yêu bonsai trên cả nước một vài tác phẩm của sân vườn nhà mình để chúng ta cùng nhau chia sẻ những hình ảnh ấy. Xin mời anh nhé. Khuôn viên sân vườn và lầu trà nhà anh Phạm Tuấn Hạ ở xã Tân Hiệp, Thanh Hà, Hải Dương là một không gian rất đẹp. Tác phẩm đầu tiên Hương Sắc Đô Sinh muốn anh Hạ chia sẻ với chúng ta là tác phẩm cây phi lao. Vâng. Vâng. Đây là một cây tác phẩm phi lao. Vâng. Là tỉ muội. Vâng, dáng thế tỉ muội ạ. Vâng, vâng. Thế. Này chụp vào đây nét thế nhỉ? Như ý kiến của anh Hạ thì sau tác phẩm phi lao, anh có chia sẻ với Hương Sắc Đô Sinh một tác phẩm cây me, chúng ta cùng thưởng thức. Anh có nói đôi điều gì về các tác phẩm cây me của mình không? Đây cây me của tôi, đây một tác phẩm dáng trực. Vâng. Trực huyền. Chúng ta chiêm ngưỡng cái thân bệ cây me rất là cổ quái. Cây me có dáng trực huyền. Anh giới thiệu cho một hai tác phẩm nữa chị. Và đây là một số những cái tác phẩm cây xanh trong sân vườn nhà anh Hạ. Vì hôm nay xã Tân Việt mất điện cho nên gia đình nhà anh có sử dụng máy phát. Nên trong khi quá trình tác nghiệp này, cái tiếng ồn của máy phát cũng không thể tránh được. Mong các bạn thông cảm.
Ngày hôm qua anh Hạ vừa mới xử lý bứt lá, tỉa dăm cây. Cho nên những tác phẩm nào hôm nay cũng rất là khô cái phần xương tay cảnh, cái dáng thế của cây rất là rõ nét. Đây là tác phẩm cây hoa giấy. Hai tác phẩm cây mai chiếu thủy đối nhau rất đẹp. Hương sắc Đỗ Sinh xin cảm ơn anh Phạm Tuấn Hạ và gia đình đã chia sẻ thứ những hình ảnh bonsai cây cảnh nghệ thuật trên sân vườn nhà mình đến với chương trình Hương sắc Đỗ Sinh. Xin cảm ơn.